Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khởi tạo lộ trình tối ưu. Cách thức thực hiện như sau. Sau khi đã có đầy đủ thông tin về cửa hàng, kho, đơn hàng, người giao hàng, cũng như đã chỉnh sửa cấu hình hệ thống sao cho phù hợp nhất với mình, bạn đã có thể tạo lộ trình. Bạn hãy vào tab lộ trình, chọn khởi tạo lộ trình, rồi bấm đồng ý. Sau khi thời gian chờ kết thúc, bạn hãy chọn các nhân viên giao hàng để xem lộ trình của từng người. Vậy là với hai nhân viên giao hàng như thế này, hệ thống Virus đã chia các cửa hàng cần giao thành hai vùng bên trên và bên dưới, ở giữa là kho. Như bạn thấy ở đây, với số lượng đơn hàng như thế này, một xe đã chở đến 96% khối lượng. Xe thứ hai sẽ chở số hàng còn lại sao cho đủ số đơn hàng của ngày. Lộ trình của hai xe cũng được phân bổ sao cho tối ưu nhất, không hề có sự chồng chéo giữa hai lộ trình. Ngoài ra đây cũng là lộ trình ngắn nhất có thể, tốn ít chi phí nhất và nhờ vậy tạo ra hiệu suất cao nhất khi trừ doanh thu cho chi phí. Ngoài ra, hệ thống Virus cũng cho phép bạn giao đơn hàng cụ thể cho nhân viên giao hàng. Nếu đơn hàng đó đang nằm trong lộ trình của nhân viên còn lại, thì bạn có thể kéo thả về lộ trình của nhân viên mà mình muốn, ví dụ như thế này. Ví dụ, tôi sẽ chuyển đơn hàng 2 của nhân viên giao hàng Nguyễn Long cho Nguyễn Hoa bằng cách kéo thả như thế này. Sau đó, bạn cần đợi một lúc để hệ thống chuyển đơn hàng và sắp xếp lại lộ trình. Nhưng tuy nhiên, bạn có thể thấy ngay ở đây rằng lộ trình mới này không thể tối ưu bằng lộ trình mà hệ thống đã tạo ra từ đầu, khi không có xe nào có tỷ lệ đầy xe đầy đủ nhất như lộ trình ban đầu cả. Vậy là với hệ thống Virus, bạn đã có thể tạo ra lộ trình tối ưu nhất cũng như lộ trình mình muốn cho đội xe của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.